Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ và giới thiệu cho các bạn một cái dự án mới. Thì cái dự án này thì cực kỳ là giống với cái dự án Omega Network cũng như là cái dự án Phi Network mà mình đã chia sẻ cho các bạn ở trên kênh. Thì trong đó thì đã có cái dự án Omega Network thì rất là thành công và đã được niêm yết trên rất nhiều cái sàn lớn, và các bạn đã được rút và bán ở trên cái sàn. Thì ở đây thì cái kèo này thì cũng tương tự như cái kèo Phi Network cũng như là Omega Network, cách tương tự khai thác cũng y như vậy, và chúng ta sẽ khai thác cơ chế khai thác là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ khai thác được cái đồng LGBT. Đó, thì đây là cái đồng token chính của cái dự án này. Và đây là cái trang Twitter chính thức của dự án nha các bạn, thì LGBT Network. Đây là cái tên chính của cái dự án này, và cái thông tin chính thức ở trên trang Twitter của họ là mạng LGBT trao quyền cho cộng đồng LGBT bằng tiền điện tử. Chào mừng bạn đến với mạng LGBT, ứng dụng tiền điện tử hàng đầu, hỗ trợ cộng đồng LGBT toàn cầu và tham gia với chúng tôi để thúc đẩy bình đẳng và trao quyền tài chính. Và cái phương châm của cái dự án này là không quảng cáo, không bán trước nha các bạn. Và đây là một cái dự án mà đưa ra được cái thông điệp đó thì cũng là rất là uy tín, và mình nghĩ là các bạn nên tham gia vào cái dự án này càng sớm càng tốt, bởi vì khi mà chúng ta tham gia càng sớm thì chúng ta sẽ được hưởng lợi rất là nhiều từ cái tốc độ khai thác, cũng như là được hưởng các cái đặc quyền đặc biệt của cái dự án này. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đăng ký tài khoản nhé. Thì link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả, thì các bạn kích vào thì nó sẽ chuyển chúng ta đến cái phần tải app. Đến chuyển tải app như thế này thì các bạn kích vào cái phần cài đặt cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái mở nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đăng ký tài khoản. Ở đây thì các bạn nếu đã có tài khoản rồi thì chúng ta đăng nhập thì chúng ta sẽ điền thông tin. Còn nếu chưa tài khoản thì các bạn kích vào đây, chúng ta sẽ tạo một cái account mới. Đầu tiên thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email nhé. Bên dưới thì các bạn nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu cho mình. Ở bên dưới này thì các bạn điền cho mình tên nhé, full tên. Ví dụ như là các bạn điền đây. Rồi sau đó thì các bạn kích vào phần đăng ký này. Bước này thì họ sẽ gửi cho chúng ta một cái mail vào hòm thư. Các bạn vào mail, các bạn mở cái thư ra nhé. Đây, nó có một cái thư này. Đó, thì các bạn kích vào đây, chúng ta kích hoạt cái tài khoản của chúng ta. Bắt buộc cái này là bắt buộc chúng ta phải kích hoạt nhé. Như vậy là cái địa chỉ email đã được kích hoạt tài khoản thành công rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành và chúng ta đăng nhập. Nếu như các bạn chưa kích hoạt email thì chúng ta sẽ không đăng nhập được vào tài khoản đâu nha các bạn. Rồi sau khi tạo tài khoản thành công thì các bạn nhấn nút Start này cho mình. Nó sẽ bắt đầu cái quá trình khai thác. Và cái quá trình khai thác này thì nó sẽ là diễn ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì cứ 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta lại vào chúng ta bấm đào một lần. Và ở đây thì mình vừa mới bấm đào thì mình cũng đã nhận được 3.9 cái đồng LGBT nha các bạn. Tức là ở đây thì cái tốc độ khai thác của chúng ta là sẽ là 3.9, xấp xỉ là 4 cái đồng LGBT trên giờ. Và đây là cái tốc độ dành cho các bạn khai thác solo nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem cái phần ngôn ngữ thì xem có tiếng Việt không nhé. Ở đây thì rất là vui mừng thì là đã có cái ngôn ngữ Việt Nam. Ở đây chúng ta có thể sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi các bạn kích vào cái mục hộp quà ở đây thì là đây là cái phần mà chúng ta sẽ nhập cái mã cái username, tức là cũng là cái mã mời của các bạn sau này để các bạn đi tuyển Z và các bạn mời bạn bè. Thì ở đây thì các bạn cố gắng làm sao chúng ta đặt cái tên ngắn gọn và dễ nhớ nhất để các bạn copy cái mã này, các bạn chia sẻ cho bạn bè. Sau khi các bạn lưu ý là các bạn cập nhật xong, nhập xong cái mã mời này thì các bạn sẽ không đổi được cái mã mời, sẽ không thay đổi được cái mã mời này nhé các bạn. Và nó sẽ đi suốt quá trình cái dự án này phát triển như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái mã mời này xuyên suốt cái dự án này. Đó thì các bạn lưu ý cho mình nhé. Rồi sau khi các bạn thoát cái ứng dụng ra và các bạn vào lại, nếu như nó hiện lên cái ai đã mời bạn thì đây chính là cái phần mà điền cái username của cái người mời mình nhé. Thì nếu như các bạn ủng hộ mình thì các bạn có thể sử dụng cái mã mời của mình là Hùng6988. Thì các bạn sẽ nhấn vào continue, và như vậy là các bạn đã nhập xong cái phần người cái mã mời của cái người mời mình rồi. Đó thì cái này thì các bạn nhập cho mình này. Đó thì các bạn nhập như này. Rồi tiếp theo thì cái mục này là cái mục profile, thì cái này thì hiện tại thì vẫn chưa có cái phần thông tin cá nhân này, thì các bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân. Và cái phần này là cái phần xác minh tài khoản, thì hiện tại thì vẫn chưa khả dụng. Các bạn kích vào thì nó vẫn chưa cập nhật cái phần này, thì chúng ta sẽ cập nhật sau cái phần này nha các bạn. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.